Ok, chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay thì mình sẽ làm clip về vị tướng Hayate cho anh em xem nha. Vừa mới cập nhật cái bản mới anh em ạ. Xong rồi cập nhật bản mới thì vô thì nó reset rank luôn. Xong rồi cái mình vào mình chơi, mình vào mình chọn tướng thì mình thấy vị tướng Hayate được tăng sức mạnh. Thấy nhấn vào chữ tăng sức mạnh thì thấy rằng nó được giảm cái nội năng của cái chiêu 2. Thì vô mình chơi luôn, làm luôn clip về vị tướng Hayate cho anh em xem nha. Mình thấy có vị tướng Ero này, Kret này, rồi cái gì nữa nhở. Có mấy con tướng được tăng sức mạnh anh em ạ. Tại vì mình vào mình một tướng nó mình thấy nó hiện cái mũi tên đi lên ấy, thì là nó tăng, còn đi xuống thì nó giảm. Mà thấy toàn tăng thôi, chả thấy con nào giảm. Chắc là mình chưa để ý kỹ là sao. Ok, hôm nay mình sẽ quẩy vị tướng Hayate cho anh em xem nha. Hayate thì mình sẽ sử dụng cái skin tử thần nha các bạn. Bậc SS nha các bạn. SS này là SS hữu hạn, một cái skin khá là xịn sò. Skin này thì ngày xưa thì muốn sở hữu nó thì cũng khá là đắt, bây giờ thì khá là rẻ anh em ạ. Tại vì mình có nick mà cứ có mỗi cái skin này không ấy, nó có mấy trăm ngàn à, cũng rẻ thôi, không đắt lắm đâu. Rồi. Đối đầu với mình là vị tướng Terry à? Không phải John anh em ạ. John anh em ơi, nhầm hàng. John cộng với cả vị tướng á. Arum nè. Arum nè. Sấy à. Sấy này. Ôi. Vào đây. Mình có vị tướng hồi máu mà Helen gọi là hồi máu siêu support hồi máu mà. Siêu hồi máu mà mình đâu có sợ đâu. Mình cứ đánh thẳng mặt thôi nó. Xong rồi bạn support bạn nên sử dụng cái chiêu là hồi máu, cái là mình lại đầy cây ngay. Sướng. Đi cùng Helen khá là phê anh em ạ. Mày chết. Chết nè Liliana tới. Hồi máu rồi xong ăn bình máu này nữa. Trời ơi. Đầy cây. Quá là xúc giác anh em ơi. Đấy đâu cần phải biến về đâu. Cứ đứng đấy mà xoay là lượm lúa máu đầy cây ngay anh em ạ. Phê thật sự luôn á. Nào vào đây. Tuyệt vời. Lấm lúa. Ôi giời ơi. Mày chết. Vào đây. Vào đây mà kiếm ăn nào. Ui ôi. Ai chà chà. Bập. Ê. Quá là bậy bạ đấy đấy nha. Đảng tính ăn tôi sao. Mấy bạn này hư quá trời luôn. Ăn ba mạng rồi, tên bên kia nó ăn ba mạng rồi. Đầu mùa giải thì chơi khá là căng anh em ạ. Thật sự luôn. Mình là mùa trước là cao thủ 20 sao ấy. Nó reset xuống rank tinh anh luôn các bạn. Tinh anh 5 luôn mới chịu nha. Kệ nó không sao hết. Mình cứ chơi từ từ. Rồi xong Rùm chết rồi. Sao mà đỡ được. Xoắn nè. Trời ơi đứa mùa kia. Đã kém chưa. Chị sòi chưa anh em. Cho mình một like nào. Đặc tính biến về lấy máu. Không cần phải biến về luôn các bạn ạ. Trời ơi đúng là sub boss siêu hồi máu có khác. VIP luôn. Kết hợp với cả Hayate thì thôi xong tem bạn trận này rồi. Mới vào mà mình đã ăn được hai mạng như thế này thì thôi đó. Tem bạn còn cái nịt. Thật luôn. Mình chơi AD mà lại còn Hayate nữa thì đúng tướng tủ của mình nữa thì tuyệt vời ông mặt trời luôn. Ngày xưa thì mình thích chơi Violet lắm. Còn bây giờ thì cắn đi, thoải mái đi. Này cắn này. Có chiêu cuối thì mình dã trò cái đó chắc là chết luôn vì tưởng Arum ấy. Đánh như thế này làm sao mà đỡ được. Eo. Bập. Bầm chú. Ăn mình máu cái coi ấy. Chơi nó. Rồi xong rồi bé ảo xin một kill. Hay thế. Vậy mà không ấy được kìa. Mày chết. Vô đây. Ừ hôn choáng kìa. Choáng với chúng tôi nè. Đi đâu. Một mạng nữa rồi. 3-0 rồi anh em ơi. Ghê chưa, mọi người đã thấy ghê chưa. Ô, support đi đâu vậy. Hồi máu đi.
Đúng rồi, đấy. Anh đánh luôn đi để lính thì cho đồng đội mình nó ăn mất làm sao. Đấy lại đầy gây máu này các bạn. Trời ơi game dễ vãi. Trời ơi game quá là dễ luôn. Ủa mình cập nhật cái bản mới rồi mà sao cái bản đồ nó kỳ thế này nhở? Như là chưa cập nhật xong hay sao? Đánh luôn. Đánh luôn, đánh luôn anh ơi. Đánh luôn ơi, mày chết đấy. Ơ. Ơ. Cái chủ nó bắn chết anh em ạ. À. Địch mệnh đứng trong bụi này mà chủ nó bắn chết này. Ủa kì à, sao cái trụ này bắn ở trong bụi ta? Ơ vô lý. Bị lỗi à, trụ này bị lỗi rồi anh em ạ. Cái bụi này bị lỗi thì sao nó gắn gần cái trụ thế? Ơ đúng rồi, cái trụ bị lỗi luôn, cái bên mình cũng bị lỗi luôn này. Ơ. Bị lỗi rồi, lỗi lại cập nhật mới rồi. Thôi xong. Mẹ, trong trụ mà mình bị trụ nó bắn chết trong bụi mà trong bị trụ nó bắn chết mới nhục chứ. Tào lao thì chứ. Lỗi anh em ạ. Lỗi này là lỗi của game chứ không phải lỗi mình nha. Chết tôi rồi. Tự dưng bị lỗi chết nhảm. Chứ bình thường ở những cái pha như vậy mình đứng ở trong bụi như vậy trụ bắn đâu có tới đâu. Không đủ tầm bắn ấy. Mà mạng thì mình vẫn ăn được. Tự dưng trụ bắn cho hai phát chết ngắc luôn. Mình không tin được. Mình không biết các bạn ạ. Mình không biết, nếu mà mình biết trụ nó bắn tới thì mình tốc biến thì mình chạy đi sao chết được. Tự dưng chết mạng tàu lao mé lao hả? Không thể tin được. Mới cập nhật bản cập nhật xong lại gặp trường hợp này. Chết tôi rồi. Chết tôi rồi anh em ơi. Các bạn đã xem clip của mình coi mình một like với nha. Bây giờ anh em nào muốn mua nick ấy, thì truy cập dưới phần mô tả video. Mình có ghi cái đường link Facebook gọi là hỗ trợ shop ấy anh em ạ. Anh em vào đấy nhá, xong rồi vào hỗ trợ shop của mình, xong rồi truy cập vào shop của mình xem nick nha. Hoặc có thể nhắn tin Zalo này, nhắn tin hỗ trợ shop để mà vào cái mình cho các bạn đường link vào truy cập shop nhá. Chứ giờ mình để đường link ở dưới phần mô tả video không được nữa rồi anh em ạ. Mày chết. Tại vì ui ôi. Tại vì bị YouTube nó cấm anh em ơi. Nó hôm trước nó mới đánh gậy mình phát. Đánh cho một phát vào gậy tại vì đường link mô tả bán shop bây giờ nó cấm bán shop luôn rồi. Cấm bán nick luôn rồi. Chán vãi. Bam bam. Vào đây, vào hết đây con nào. Vào hết đây con nào. Trời ơi, sướng thế, 5 kill luôn. Đáng lẽ là 5-0 nó tự dưng bị lỗi game. Cái cuối cùng bị chết mất mạng, tào lao mới lao được chứ. Giờ đứng trong bụi nó phải cẩn thận anh em ạ. Nó có đủ tầm, nó giết mình luôn á. Trụ đéo thật chơ. Kỳ cục. Đáng lẽ cái trụ nó phải xa xa một tí. Nó là cái trụ nhà... Thì cái tên bạn nó phải đứng ở giữa cơ. Đây nó bắn được tới trong bụi. Kỳ ghê ha. Anh em lưu ý nhá. Không mới chơi mà kiểu mới vào game mà cập nhật xong ấy lại giống mình ấy, lại bị cái lại bị cái trụ nó bắn cho chết như vậy thì cay cú lắm. Ủa ôi hết máu rồi, hồi máu cho mình các bạn ơi. Support rồi. Hồi máu. Ui giòn nó sấy kìa. Đau nha. Giòn sấy đau đấy. Hồi máu. Trời ơi, nó hồi sướng thiệt chứ. Support hồi máu kiểu này thì thôi, ai chơi lại nữa. Quá phê. Lúc đầu theo mạng, bạn ăn được 3 mạng, nhưng mà bây giờ thì theo mình đã vươn lên gọi là 11 chết 6 rồi. Ghê chưa anh em? Ăn. Vô đây nào. Ai chả? Về mình ăn lính cái. Lính lác quá trời, ăn cái này là giàu luôn đấy các bạn. Khi mình ăn mấy con lính này mình để nó lên tới 2 đàn luôn. 2 đàn luôn á, bây giờ thì bước thêm đàn nữa nào. Tiền nó rất là nhiều nha. Như thế này là mình ăn bằng 2 đến 3 mạng của tem bạn thôi. Tại vì một con quái to là nó tầm hơn 100 vàng. Mới mà hai con quái nhỏ nữa thì nó sẽ tầm hơn 200 vàng, tầm 200 vàng ấy. Mà anh em cũng biết rồi, 200 vàng thì cũng bằng ăn một mạng của tem bạn thôi. Mà mình ăn tới 2 đàn nữa thì là bằng ăn 2 mạng của tem bạn luôn rồi đó. Bởi vậy đâm ra đi AD farm được một cái là xanh lắm. Úi giời ơi. Ơi. Mà hình như là có tướng mới ra hay sao ấy nhở. Mình đọc bình luận ở cái video hôm qua ấy, thì mình thấy rằng nhiều bạn kêu là hình như là có tướng mới vào test mạnh lắm hay gì ấy. Để ở video sau mình test nha.
quên mất đấy, nãy đọc bình luận bảo tày chết, chết đi chết đi. Eo Arum à, à đâu, à Omen à, Omen à, Omen gặp mình chứ gặp ai mình cũng sới hết. Để mình vô mình quậy cứng mới coi. Ơi lag thế gì vậy, định mệnh sao lag đấy nhở? Cái bản cũ cũng giật cũng lag, bản mới cũng giật cũng lag là sao? Đậu xanh hay do điện thoại của mình ấy ta? iPhone 12 Pro Max chơi game không nổi hay là trời? Game gì mà nặng dữ vậy? Nếu mà nặng quá là chuyển qua 14 đấy nha. 12 mà chơi không được là phải chuyển qua 14 anh em ạ. 14 mà chơi không được là nghỉ game luôn á. Định mệnh chơi game mà dần dần kiểu này. Rồi xong, rồi xong, rồi xong, rồi xong win. Lấm lúa trời ơi. Phê quá anh em ơi. 8 kill luôn rồi. Chắc kết thúc trận đấu luôn quá. Hai nhà te bây giờ nó giảm cái nội năng thế này thì sướng quá anh em ơi. Đúng bài luôn, trời ơi, đứng tướng tủ của mình còn tăng sức mạnh thì chết các bạn à. Đợt này xong các bạn với mình rồi đấy. Gặp người nào mình bào người đó. Mình cũng thích chơi Violet nữa các bạn. À đây bây giờ thì hai vị tướng mình khá là thích chơi, một là Violet, hai là Hayate. Mày hả bưởi, trời ơi. 9 kill rồi anh em ơi. Trời ơi, chơi ạ, chơi lại, chơi nè, chơi lại, chơi lại, chơi lại, chơi lại, có chiêu cuối nha, có chiêu cuối nha, có chiêu cuối nha, có chiêu cuối nha. Ôi giời ơi. Dứt hết. Hảo cân hết, bơi hết vào đây, có support bảo kê, một mình tôi chấp ơn, trời ơi là trời, nó bù kiều nữa các bạn ơi, phê thế à, thật sự là chơi sướng thật đấy. Ok, cảm ơn anh em đã dành thời gian theo dõi video của mình nhá, hẹn gặp lại mọi người vào clip sau. Trận này thì mình bị lỗi game đâm ra, nó xử mất bần mới mặc nạng không, mà mình cũng bất tử trận này rồi, đang bị cái gì á, chưa giải tải cập nhật xong để mình vào mình xem cái. Ok, cảm ơn anh em nhá. Chúc mọi người xem clip vui và chúc cho mọi người mùa giải mới những trận đầu không gặp trẻ trâu nhá. Lên rank ầm ầm luôn. Ây da, mình thì mình chỉ sợ nó bị lag thôi chứ gặp trẻ trâu thì mình cũng không ngán lắm. Ok, mình nghỉ đây.